bắt chước người khác thì đấy là người si. Người si thì cái tâm họ luôn luôn là giữ cái tâm nó cũng dửng dưng, nó cũng lạnh lùng, nó cũng chẳng có cái gì biết vui, chẳng có gì buồn cả. Thì đấy là thọ giả đi cùng với hai tâm si, si phóng dật, si hoài nghi. Nhưng bây giờ mình có tiền, mình đến mình cúng dường một vị A-la-hán, vị có nhận không? Thì không nhận. Nhưng mình có tiền mình đưa cho một cái người rừng, người ta mới ra, người ta không đấy không? Không đấy. Thế là mình bảo hai người này có giống nhau không? Cũng là thọ giả nhưng mà sao hai cái người này có cái giống nhau nhỉ? Người ta không có tham tiền. Xong là lần sau ấy, mình thấy cúng dường một vị A-la-hán không nhận tiền. Thế là mình cho một cái đứa trẻ con người ta cũng không nhận tiền, mình bảo ôi sao lại giống cái vị đấy thế hả? Thọ giả sẽ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới. Bốn tâm thiện dục giới, tâm thiện thọ giả có trí cần nhắc bảo, tâm thiện thọ giả có trí không cần nhắc bảo. Cái tức là một cái người mà làm cái việc thiện thì thường thường người ta sẽ có tâm hoan hỷ, và người ta có cái trí, người ta biết rằng là cái việc này sẽ đem lại cái công đức, cho nên người ta rất hoan hỷ. Ví dụ như là bây giờ lâu lâu mình mới được đi hành, được đến chùa tu tập một ngày thì mình thấy rất là hoan hỷ mà. Cả ngày hôm đấy thấy nó cứ vui vui. Nhưng mà cứ ở chùa liên tục một tháng, hai tháng thì nó làm sao? Còn lúc nào cũng vui được không? Lúc ấy nó thành thọ xả, nó dừng dưng bình thường, nó tự nhiên rồi. Mỗi khi mình gặp Phật, mình sẽ hoan hỷ. Thỉnh thoảng đến chùa, mỗi khi quỳ xuống lại Phật, thấy trong lòng nó vui. Thì đấy là cái tâm thiện, thọ hỷ. Nhưng mà bây giờ mình ở chùa ngày nào cũng thấy Phật, ngày nào cũng lễ Phật, thì cái thọ hỷ nó còn không? Nó sẽ bình thường. Bình thường đi, thì cái tâm thiện đấy là từ cái thọ hỷ mà nó cứ liên tục lâu ngày, nó sẽ thành thọ giả. Thọ giả có trí cần nhắc bảo, và thọ giả tâm thiện, thọ giả có trí không cần nhắc bảo, và một cái tâm thiện thọ giả ni trí cần nhắc bảo. Tâm thiện thọ giả ni trí không cần nhắc bảo. Thì cái tâm thiện mà ni trí này là những cái người, người ta không có cái hiểu biết, người ta không có hiểu biết về giáo pháp, nhưng mà người ta vẫn làm việc thiện. Và nếu cái lúc đầu người ta làm thiện, người ta cũng hoan hỉ, nhưng mà do người ta ngày nào cũng làm thường xuyên, rồi dần dần nó sẽ trở thành cái tâm bình thường, nó thành tâm giả. Một cái tâm thiện thọ giả ni trí không cần nhắc bảo. Có những cái người thọ giả mà không có trí cần phải nhắc nhở mới làm, và có người thì không cần nhắc nhở cũng làm, nhưng mà người ta làm với một cái tâm thọ giả. Thế thì trong cái lúc mình làm cái việc thiện ấy mà với một cái tâm hoan hỷ, với hay là với một cái tâm xả này, thì cái tâm nào cao cấp hơn? Trong cái lúc mình làm việc thiện ấy, vừa làm với tâm hoan hỷ tốt hơn hay làm với tâm xả tốt hơn? Ví dụ bây giờ cho cái người đấy đi cúng dường, xong mình cứ cúng dường với một cái tâm hời hợt ấy, không vui không buồn gì, thì nó có để lại quả thù thắng không? Thì lúc đấy là cái cũng là thọ giả, nhưng mà thọ giả đấy nên nó lại là một cái thọ giả không phải là đi kèm với trí tuệ, mà cái thọ giả đấy là cái thọ giả với một cái tâm hời hợt thì nó khác. Còn thọ giả nhưng mà với một cái nó vẫn giữ được một cái tâm cung kính thì nó khác, một cái tâm thiện mạnh, một cái trí tuệ mạnh thì nó khác. Với này, những cái đối tượng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên thì lúc nào cũng luôn luôn phải đi với thọ hỷ. Nếu mà là một người Phật tử thì luôn luôn phải đi với thọ hỷ, thì cái thiện đấy nó mới thủ thẳng. Còn nếu mà cứ mình lúc đầu mới niệm Phật thì thọ hỷ, sau niệm Phật quen thì nó thành thọ giả, thì cái niệm Phật đấy nó lại là một cái không có cái phước, nó lại kém đi. Lúc đầu mình bố thí mình hoan hỷ, về sau mình bố thí dừng dưng thì cái phước mà bố thí thọ giả đấy dừng dưng thì nó sẽ kém đi, nó sẽ kém hơn là cái thọ hỷ.
thọ giả sinh cùng tâm thiện sắc giới, đó là tâm tứ thiền sắc giới thọ giả. Khi mà một người mà hành đến một cái tầng thiền cao nhất của sắc giới thì nó lại là thiền thọ giả. Sơ thiền thì thọ hỷ, nhị thiền cũng thọ hỷ, tam thiền thì thọ nạc, nhưng nên tứ thiền nó là thọ giả. Thì cái tầng thiền nào cao cấp hơn? Tứ thiền là cao cấp nhất này. Cao cấp nhất lại là thọ giả. Giả nó thoát ra khỏi cái tình cảm, không có yêu ghét, không có vui buồn gì hết. Và cái tâm thọ giả đấy là tự tại nhất, an lành nhất. Thọ giả sinh cùng với tâm thiện vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn cái tầng thiền này thì lúc nào cũng là thọ giả. Bốn cái tầng thiền vô sắc nó chỉ đi với mỗi một thọ giả thôi, chứ không đi với thọ hỷ, không đi với thọ nạc, chỉ đi với thọ giả. Nên là bốn cái tầng thiền rất là cao. Thì ở cái mức độ cao cấp là chỉ còn lại thọ giả. Cõi nào thuần thọ khổ, cõi nào thuần thọ nạc, cõi nào vừa khổ vừa nạc, cõi nào thuần thọ giả. Ở cái cõi người này thì mình có thọ gì? Mình có hết các thọ, thọ gì cũng có. Mà có cái cõi nào mà lúc nào người ta cũng chỉ có thọ khổ không? Bây giờ mà cho mình khổ suốt một ngày mình có chịu đâu? Thế mà bây giờ mình cho mình sống một đời toàn khổ không thì có chịu đâu? Khổ một tí rồi mình đã thấy nó đau khổ lắm rồi. Cõi địa ngục thuần thọ khổ. Nhưng bây giờ ai mà vào địa ngục ấy, mình sống ở trong đấy một ngày thì một ngày khổ, mình sống ở trong đấy một năm thì một năm khổ, sống ở trong đấy 100 năm, 1000 năm thì trong 100, 1000 năm đấy luôn luôn khổ, lúc nào cũng khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ, không có lúc nào cũng khổ. Cõi tam thiền thì thuần thọ nạc. Có cái cõi tam thiền, cõi phạm thiên tam thiền thì lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng an lạc. Do cái vị đó là hành cái pháp tam thiền, an trú ở trong cái tam thiền và lúc sinh về cái cõi tam thiền, vị đó luôn luôn sống với một cái tâm tục sinh thọ nạc. Cõi người thì vừa khổ vừa nạc. Cõi người thì có cả vui cả buồn mà. Có lúc thì nó trổ cái nghiệp thiện, có lúc nó trổ cái nghiệp bất thiện. Cho nên là cái người nào mà có nhiều phước ấy, thì cái người đấy đỡ khổ. Cái người nào mà có ít phước ấy, nhiều tội thì cái người đấy sẽ khổ, sẽ nhiều hơn. Nên là cái cõi người vừa khổ vừa nạc là vậy. Phước nhiều thì khổ ít, phước ít thì khổ nhiều. Cõi tứ thiền và bốn cõi vô sắc thì thuần thọ giả. Tạo nhân duyên gì sinh ra cõi thuần thọ khổ, cõi thuần thọ nạc, cõi vừa khổ vừa nạc, không khổ cũng không nạc. Thế tạo cái nhân gì mà sinh về cả cái cõi đấy? Bốn cái cõi vừa nói nó có nhân, có nhân thân khẩu ý tạo ác nghiệp nên sinh vào cõi thuần thọ khổ. Nếu mà mình tạo ra cái ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì sẽ sinh vào cái cõi thuần thọ khổ địa ngục. Tạo cái thiện nghiệp tam thiền nạc và nhất tâm nên sinh vào cõi thuần thọ nạc. Tạo cả thiện ác nên sinh vào cõi người vừa khổ vừa nạc. Tạo cái thiện nghiệp tứ thiện xả nhất tâm nên sinh vào cõi không khổ không nạc, cõi thọ xả không khổ không nạc. Thì bây giờ trong các cõi này mình thích cái cõi nào nhất? Thích một cái cõi thuần khổ hay là thích cái cõi thuần nạc, hay là cái cõi vừa khổ vừa nạc, hay là cái cõi không khổ không nạc? thích về cái cõi nào nhất? Thích cõi thứ tư nhất à? Thứ tư nhất thì phải chuyên tâm hành thiền, phải đắc được tứ thiền trở nên thì mới sinh về cái cõi này được. Muốn bây giờ có người bảo tôi chỉ thích cầu xin cái cõi, có người nói là cái cõi người này khổ lắm, tôi chỉ sinh về cõi cực nạc thôi. Cõi cực nạc ở đâu? Đây này, cõi thuần nạc này. Đây không gọi là cõi cực nạc mà gọi là thuần thọ nạc.
Nên là cái thời Đức Phật mà có những cái vị Bà La Môn đã đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có cái cõi nào thuần khổ, cái cõi nào thuần thọ lạc không ấy? Thì Đức Phật bảo có cái cõi nhất hướng lạc. Trong kinh Đức Phật gọi là cõi nhất hướng lạc, tức là thuần thọ lạc. Nên vị nào mà an trú ở cái thiền tâm từ, đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi sau khi thân hoại mạng chung, vị đó sẽ sinh về cái cõi tam thiền, cõi phạm thiên tam thiền, và cái cõi ấy được gọi là nhất hướng lạc. Và sau này kinh Đại Thừa thì phát triển lên thành cõi cực lạc này. Cõi cực lạc để đối lập lại với cái cõi khổ ở trần gian. Người ta cũng cầu sinh về cõi lạc. Muốn sinh về cõi cực lạc này thì phải hành thiền. Hành thiền hơi thở cũng được, đạt đến tam thiền cứ trú ở tam thiền. Đấy. Hoặc là hành thiền tâm từ cũng được, hành nguyên sơ nhị tam thiền trú ở tam thiền, tâm từ bi hỷ, tâm từ tâm bi tâm hỷ. Nếu vào thì tâm xả thì nó là tứ thiền. Còn nếu mà mình muốn về cái cõi không khổ không lạc, mà sao không thấy ai cầu xin về cái cõi không khổ không lạc, nó chỉ cầu xin về cõi lạc này. Thế mà còn cái cõi không khổ không lạc thì lại không cầu. Tại vì người ta cứ nghĩ là ở cái nó phải có cái gì đó nó an lạc thì mới có cái để hưởng, phải không? Bây giờ bảo đến một cái cõi mà không có lạc thì có cái gì để hưởng thụ nữa? Tại vì cái tâm của những người bình thường, người ta thích hưởng thụ mà. Thích hưởng thụ thì người ta phải có cái gì đó để hưởng thụ. Như cõi lạc nó có cái gì đó là an lạc để hưởng thụ, về một cái cõi nó chẳng có cái gì cả. Không khổ không lạc này chẳng có cái gì cả, rỗng không vậy á. Thì có muốn về cái cõi đấy không? Thì muốn sinh ở đâu là do mình tạo. Còn thường thường mình thấy mọi người hay tạo cái gì? Tạo cái cả thiện, cả khổ, cả lạc ấy. Thiện cũng có, ác cũng có. Cõi nào là cõi khổ, cõi nào cõi lạc, cõi nào vừa khổ vừa lạc, cõi nào là không khổ không lạc. Tên của các cõi, tên của các cõi nó rõ ràng là để mai mốt mình làm việc phước gì mình còn nguyện về đấy cho nó đúng cõi, cho nó không đi nhầm địa chỉ. Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna là bốn cõi khổ. Đấy, địa chỉ rõ ràng là ha. Chư thiên và nhân loại cũng được gọi xếp vào cõi nạc. Một số chư thiên và nhân loại là vừa khổ vừa nạc. Cõi phạm thiên, tứ thiền và bốn cõi vô sắc là không khổ không nạc. Còn Niết Bàn thì làm sao? Niết Bàn thì thọ gì? Niết Bàn có thọ nữa không? Niết Bàn thì không được gọi là cõi nào nữa hết. Niết Bàn không còn sự sống, không. Niết Bàn là hoàn toàn vô vi tịch diệt, không có xếp Niết Bàn vào một cõi nào cả. Và ở đó không có tâm thức, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, không có năm uẩn. Ở Niết Bàn là hết, không còn năm uẩn nữa. Cho nên là không có cái thọ gì ở Niết Bàn cả. Còn ở trong tam giới thì có những cái thọ. Ví dụ như sinh vào bốn cái cõi này thì luôn luôn có thọ khổ. Ở chư thiên và nhân loại thì chư thiên với nhân loại mà cứ phước nhiều thì lạc nhiều, phước ít thì sẽ khổ nhiều. Một số chư thiên nhân loại vừa khổ vừa lạc. Còn tam phạm thiên, tứ thiền và bốn cõi vô sắc giới thì nó không khổ không lạc, là thọ xả. Bây giờ cho mình sinh về một cái cõi không cần ăn, không cần mặc, không cần uống, mình có muốn không? Hay là phải sinh về cái cõi nào có nhiều thức ăn ngon, nhiều quần áo đẹp để mặc, nhiều cái trò vui để giải trí? Thì bây giờ mình thích cái nào? Mình thích một cái cuộc sống mà không cần ăn, hay là thích một cái cuộc sống có nhiều món ăn ngon? Thì mình sẽ chọn cái nào đây? Thì cái người có trí tuệ, người ta sẽ chọn cái cuộc sống không cần ăn. Thì lúc đấy cái người mà người ta không cần ăn, người ta nhìn thấy cái người đang ăn ngon này, đang nhậu này, đang ăn toàn những món ngon, thì người ta thấy là người đấy khổ hay lạc.
Cái người không cần ăn, người ta sẽ thấy cái người đang ăn là khổ. Còn cái người mà cần ăn thì thấy người khác đang ăn là nạt, và người ta muốn ước gì mình cũng được ăn như thế. Còn cái người mà người ta không cần ăn ấy, người ta nhìn thấy người khác ăn người ta ghê mà, ước gì mình không bao giờ phải ăn như thế. Có khác nhau không? Thế là bây giờ mình nhìn thấy chùa mình mà ước gì mình cũng được đi tu sống ở chùa, phải không? Còn có người bảo ước gì mình không bao giờ phải đi tu sống ở chùa. Nó sẽ có cái trạng thái khác nhau như vậy. Thấy người khác ngồi thiền, ước gì mình được ngồi thiền. Có người ước gì mình không bao giờ phải ngồi thiền, khổ sở thế kia. Tâm lý nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Mỗi người có một cái tầm cầu, một cái mong muốn khác nhau. Tại sao có người hoan hỷ với việc thiện, có người lại hoan hỷ với việc bất thiện? Có người người ta cứ làm việc thiện thì hoan hỷ, mà có người lại chạy theo một cái niềm vui bất thiện, có người thì chạy theo một cái niềm vui thiện. Tại sao lại thế? Người có chánh kiến hiểu được lợi ích của việc thiện thì hoan hỷ với việc thiện. Người có tà kiến không hiểu được sự nguy hiểm của bất thiện nên hoan hỷ với việc bất thiện. Khi mà mình xem các phim hài mình có vui không? Có cười không? Thì cái lúc đấy nó là tâm gì? Tâm cái thọ đấy nó đi kèm với cái tâm thiện hay bất thiện? Bây giờ mà cái người mà người ta ăn trộm ấy, người ta ăn trộm được của người khác về, người ta thích không? Cái lúc đi lấy trộm thì run run, về thì thích, lấy được và thì thích. Thì cái đấy là cái đi kèm với cái niềm vui, đi kèm với bất thiện, và có những cái niềm vui thì đi kèm với tâm thiện. Thì những cái người ta làm việc bất thiện, người ta do cái tà kiến và do cái chánh kiến, cho nên là có cái thọ thọ hỷ nó đi kèm với cái thiện với cái bất thiện khác nhau. Vậy thì cái người nào có chánh kiến thì sẽ ưa thích cái niềm vui, hoan hỷ với việc thiện. Còn người có tà kiến thì người ta hoan hỷ với việc bất thiện. Thế nào là thọ cao thượng, thế nào là thọ hạ niệt? Có cái thọ thì cao thượng, có những cái cảm thọ là những cái thọ hạ niệt. Thọ mà sinh cùng với những tâm bất thiện tham sân si thì là thọ hạ niệt. Thọ mà sinh cùng với các tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế là thọ cao thượng. Thì cứ cái thọ mà nó đi cùng với kèm với vô tham, vô sân, vô si thì đấy là thọ cao thượng. Còn thọ mà đi kèm với tham sân si thì nó là thọ hạ niệt. Pháp thiền nào thì luôn có thọ hỷ. Những cái pháp có. Bây giờ mình muốn đi tìm một cái thọ cao thượng hay muốn đi tìm cái thọ hạ niệt? Muốn đi tìm cái thọ cao thượng. Ví dụ bây giờ mình muốn đi tìm một cái niềm vui cao thượng. Muốn có cái niềm vui cao thượng thì những cái pháp Đức Phật đã dạy, những cái pháp này luôn có niềm vui cao thượng. Niềm vui cao thượng đó là bằng này cái pháp niệm Phật, hoan hỷ với ân Đức Phật, tùy niệm Phật, sáu pháp tùy niệm này. Mỗi khi mình tưởng nhớ đến ân Đức Phật với một cái niềm vui. Cho nên là khi mà mình đọc sách, cái người mà có hoan hỷ thì người ta học cái pháp của Đức Phật không bao giờ bị chán. Người ta lễ Phật, có thể là người ta làm những cái việc liên quan đến Phật sự, người ta luôn luôn mà đang làm để cúng dường Phật, và người ta không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chán nản. Làm cái việc gì nó cũng hoan hỷ. Đó là hoan hỷ với ân Đức Phật. Tùy niệm pháp là hoan hỷ với ân Đức Pháp.
luôn luôn làm cái việc gì liên quan đến giáo pháp mình không mệt mỏi thì mình hoan hỷ. Hoặc là mỗi khi mình tưởng nhớ đến giáo pháp mình khởi đến cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ với ân đức pháp, tùy hỷ tăng hoan hỷ với ân đức tăng. Tùy niệm giới hoan hỷ với cái giới thanh tịnh. Với một cái người mà mình hiểu biết được cái lợi ích của việc giữ giới thì mình thấy cái việc giữ giới này là hạnh phúc, là an lạc, là cao thượng, là hoan hỷ. Nhưng mà với cái người ta có tà kiến, người ta không có hiểu lợi ích, người ta lại thấy cái việc giữ giới là gò bó, là khổ hạnh, là ép xác, là tiêu cực. Cái người có tà kiến thì người ta bảo sống thì không tìm cái niềm vui hiện tại, tội gì phải sống gò bó khổ hạnh như thế. Thì đấy là cái người có tà kiến. Còn cái người mà có hiểu biết thì người ta sống mà có cái giới hạnh này thì mới là hạnh phúc. Sống ở trong khuôn khổ này mới là hạnh phúc. Thì người ta hoan hỷ với cái giới hạnh của người ta. Giới ví dụ năm giới, có người thì người ta an trú ở cái tám giới, hôm nào mà giữ được tám giới thấy nó hoan hỷ. Hôm nào mà không giữ được thì thấy nó bất an. Thì cái giới của Sa Di, giới của Tỳ kheo cũng vậy, mấy trăm giới. Nhưng mà có cái niềm vui về cái giới thanh tịnh đó. Tùy niệm thí là hoan hỷ với cái hạnh bố thí. Giờ mình được ai cho, với nệ mình cho thì cái niềm vui nào nó to hơn? Khi mà mình được nhận, với nệ mình phải cho thì cái gì nó vui hơn? Niệm thí hoan hỷ với hạnh bố thí. Tùy niệm thiên là hoan hỷ với hạnh chư thiên. Đấy là sáu cái tùy niệm mà luôn luôn nó khởi lên tâm hoan hỷ. Hạnh chư thiên là có 50 hạnh: có tín, có giới, có bố thí, có đa văn, có tàm, có quý. Đấy là hạnh của chư thiên. Và mình hoan hỷ là mình cũng có những hạnh như thế. Và mình hoan hỷ như vậy thì đó là tùy niệm thiên. Đấy là những cái niềm vui cao thượng. Cái niềm vui cao thượng này. Còn cái niềm vui mà mình chạy theo cái dục lạc thế gian, chạy theo niềm vui thế gian là cái niềm vui hạ niệm. Cái niềm vui đấy nó sẽ là cái niềm vui bất thiện, nó để lại cái quả khổ ở tương lai. Còn cái niềm vui này là cao thượng, là cái niềm vui này nó sẽ để lại cái hạnh phúc an lạc lâu dài ở tương lai. Hiện tại nó cũng hoan hỉ mà. Hiện tại cũng hỉ lạc mà tương lai cũng hỉ lạc. Sơ thiền hay là cái hỷ ở sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, nhị thiền một trạng thái hỷ lạc do định sinh. Đây cũng là những cái tâm, cái thọ hỷ cao thượng. Khi mà chứng đắc các tầng thiền, thọ hỷ có những mức độ như thế nào? Như cái mức độ của thọ hỷ: tiểu hỷ như dựng lông tóc, hỷ chớp nhoáng thỉnh thoảng lóe lên, hỷ như mưa rào nổi lên liên tục, hỷ nâng người lên thân thể như mất trọng lượng, hỷ sung mãn toàn thân được thấm nhuần hỷ lạc. Như là cái người nào ngồi thiền thì những cái cảm thọ hỷ nó mới hiện lên rất là rõ ràng. Tiểu hỷ, cái thì nhất hỷ nhất, cái hỷ mà ở cái mức độ thấp nhất. Mình có những cái lúc mình vui quá mà nó làm cho sởn gai ốc này, da của mình nhé, da mình nó sởn gai ốc lên. Hoan hỷ một chút, hoan hỷ lông tóc dựng lên, lông tóc một chút, hỷ chớp nhoáng thỉnh thoảng nó lóe đi, hơi thỉnh thoảng nó hơi tóe lên một tí, hoan hỷ. Hỷ như mưa rào nó liên tục như sóng vỗ bờ. Đấy là một cái niềm hoan hỷ mạnh. Hỷ nâng người lên, nâng người. Có người ngồi thiền mà sao giống như bị mất thân ấy, sao người nó giống như là đang ngồi giữa hư không, không có trọng lượng ấy. Thì đấy nó là cái hỷ nó nâng người lên như vậy. Cho nên là có người, người ta có cái tâm hỷ, người ta còn bay hẳn lên hư không đấy, mất trọng lượng. Có người niệm Phật đi qua sông mà không chìm. Hôm xưa có một thằng thanh niên nghe thấy Đức Phật ra đời và bị đó chỉ tưởng nhớ đến Đức Phật, nó sinh ra cái niềm hoan hỷ. Bởi vì đó quyết định ta phải hôm nay đi gặp Phật. Vì đó đi qua
đi đi hết qua làng, qua xóm rồi, đi đến sông Hằng. Thì lúc cái trời sắp tối vì này mà nếu bây giờ ta phải chờ đến sáng mai mới có đò, mà ta không thể chờ được, muốn đi gặp Đức Phật ngay lập tức. Cái tâm chỉ nghĩ đến Đức Phật, khi niềm hoan hỉ bị nó đi trên mặt nước, đi bằng bằng trên mặt nước. Đến khi đi ra giữa sông gặp thấy một cái cơn sóng nó to, một cái bị nó quên Phật một cái thì nó chìm người xuống. Nhưng mà khi nghĩ đến Phật một cái thì nó lại nổi lên. Thế bị mà vậy là bị nó quyết định giữ cái hình ảnh Đức Phật ở trong tâm. Thế là người nó nhẹ bâng lên là đi qua sông Hằng và đến yết kiến Đức Phật ngay trong ngày hôm đấy. Thì đấy là cái hỷ mà nó nâng người lên, thì có thể làm cho nhẹ bẫng người. Hỷ sung mãn là toàn thân thấm nhuần hỷ nạc. Hỷ sung mãn là cái trạng thái hỷ của sơ thiền. Hỷ sung mãn. Mà cái hỷ bất thiện thì nó có nằm trạng thái này không? Hỷ bất thiện này. Bây giờ mình tham ăn, nó có khi mình ăn một miếng vào nó có nông tóc dựng ngược lên không? Ăn một miếng ngon vào, hỷ chớp nhoáng, hỷ như mưa rào, hoan hỷ. Có cái mình ăn một món ngon quá mà nó bay người lên không? Nhưng mà ăn xong rồi chỉ có đi nằm ngủ luôn chứ không? Cái hỉ cao thượng thì nó mới có cái mức độ từ thấp đến cao như thế này, còn cái hỉ mà nó đi kèm với tâm bất thiện, nó là hỉ hạn liệt ấy, thì nó không có những cái mức độ này. Năm loại hỉ khi chín mùi: thân khinh an và tâm khinh an. Khinh an chín mùi thì thân an lạc, tâm an lạc. Lạc chín mùi thì định chốc nát, định cận hành và định an chỉ. Thế là cái trạng thái từ cái hỉ nó sinh ra lạc. Khi nào mà tâm mình mà hoan hỷ thì cái thân nó sẽ làm sao? Tâm mà hoan hỷ thì thân nó sẽ an lạc. Còn khi nào mà thân mình mà an lạc thì tâm nó sẽ làm sao? Thân mình mà an lạc thì tâm nó cũng hoan hỷ. Thân với tâm thường thế. Có khi nào mà thân mình khổ mà cái tâm mình nó hỷ không? Thân mình đang đau đớn mà cái tâm nó hỷ có không? Cái lúc đấy mình không biết đau, cái niềm vui nó lấn át mất nỗi đau. Cái hỉ nó mạnh quá ấy. Hỉ nó mạnh quá nó đè nén luôn cái đau. Thì cái người ngồi thiền nó có cái loại hỉ này. Ví dụ cái người ngồi thiền cái lúc mà nó chưa vào định ấy, mình vẫn cảm nhận được cái sự đau ở trên thân. Nhưng khi nó vào định sâu rồi, nó mất luôn cái trạng thái đau ở trên thân luôn. Và lúc đấy thì có thể là có những cái tác động lên trên thân mình không biết. Ví dụ như là một cái người nhập vào cái trạng thái thiền diệt tưởng định ấy, thọ diệt thọ tưởng định, thì lúc đấy cũng có chất củi nên đốt, người đó không có biết nóng nữa. Pháp thiền nào luôn có thọ lạc, thiền nào mà luôn luôn có thọ lạc, tam thiền tuần nhất hướng lạc, tam thiền thọ lạc, lạc có cái là sự hài lòng dễ chịu, đặc tính của nó là thỏa mãn, nhiệm vụ của nó là tăng cường pháp tương ứng, hiện tướng của nó là sự hỗ trợ, nhân cần của nó là hỷ. Đấy là cái thọ lạc, thiền mà pháp thiền mà có thọ lạc. Pháp thiền nào thì thuần thọ xả, tứ thiền và bốn thiền vô sắc, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đấy, pháp thiền. Xả có những cái biểu hiện như thế nào? Xả có cái xả ở dục giới, có xả ở sắc giới và có những cái xả ở vô sắc giới. Nên đây là cái trạng thái của những cái thọ xả, nó có 10 cái đặc, có 10 cái loại xả khác nhau. Thứ nhất là cái xả thuộc về 6 căn, là 6 căn không bị hấp dẫn hay chán ghét bởi 6 trần cảnh, nơi một vị đã đoạn tận động hoặc, tức là nơi một vị A La Hán lúc nào cũng trú trong xả. Như Đức Phật mà không có cái gì để vui, không có gì để buồn. Thế này là xả thuộc về 6 căn. Dù các căn nó vẫn tiếp xúc với cảnh trần,
nhưng mà nó không có bị dao động về cảnh trần, đạt được cái tâm bất động. Đạt được tâm bất động thì lúc nào nó cũng là thọ giả. Thì đây là một cái loại giả. Cái loại xả thứ hai là thuộc về phạm trú, là tâm bình đẳng với mọi loài chúng sinh, tức là cái người đấy an trú và tứ thiền tâm xả. Thì cái lúc ấy cái vị đó tác ý rằng là tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tác, tất cả chúng sinh. Thì những cái ở cái tâm từ thì mong cho chúng sinh được an vui này. Ở cái tâm bi là mong cho chúng sinh thoát khổ đau này. Ở cái tâm hỷ là mong cho chúng sinh luôn luôn không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thì cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ ấy, thì là nó có cái tình cảm và nó có cái sự phân biệt ở trong đấy, nó có cái yêu cái ghét ở trong đấy. Còn nên đến cái thiền tâm xả thì là bình đẳng. Chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện, cái chúng sinh mà an vui đấy là do nghiệp thiện của họ. Vì mình có muốn cho cái chúng sinh khổ đau hết khổ đau nó họ cũng chẳng hết. Tức là cái người mà có tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh, thương chúng sinh, nhưng mà thương cũng chẳng giúp được, vì đấy là nghiệp, mỗi người là chủ nhân của nghiệp mà. Còn cái người mà có cái tâm hỷ lúc nào cũng hoan hỷ với cái việc mà chúng sinh, những thành công của chúng sinh đã làm được, mình có hoan hỷ thì họ cũng thế. Mình có bi hỷ quá thì mình mệt. Và lúc ấy chú vào cái tâm xả thì mà chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì cái lúc đấy thì cái phạm chú này gọi là cái nhìn chúng sinh với một cái tâm bình đẳng, bình đẳng trước cái hành động tạo nghiệp. Thì đấy gọi là cái xả theo phạm chú, gọi là tứ thiền tâm xả. Cả phạm chú từ bi xả. Thì cái tâm xả này là cái tâm cao nhất, cái tâm cao thượng nhất. Nó đỡ bị dính mắc. Còn cái người mà có tâm từ thì nó cũng rất dễ bị dính mắc. Có tâm bi thì cũng dễ dính mắc. Người có tâm từ thì lúc nào cũng thấy chúng sinh là đáng yêu, đáng quý. Cho nên là cái tình cảm nó với chúng sinh rất là nhiều. Cái tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh đau khổ, thương chúng sinh đau khổ. Tâm hỷ thì lúc nào cũng hoan hỷ với chúng sinh thành công, lúc nào cũng hoan hỷ với những chúng sinh thành công. Còn cái tâm xả thì là dừng dưng, đứng ngoài và quan sát. Giống như là một cái người đứng ở trên đỉnh đồi nhìn xuống dưới chân đèo, thấy tất cả mọi người đang đi, mỗi người có con đường của mình, mỗi người đi với con đường của mình, tự đi lên cái con đường cao thượng hay đi xuống cái con đường nhơ nhớp là do cái người đó tự chọn. Cái xả thứ ba là xả giác chi, liên hệ đến từ bỏ. Xả đây có nghĩa là mình từ bỏ một cái gì đó thì đấy là xả giác chi. Chánh pháp giác chi, tinh tấn giác chi, ý giác chi, kinh an giác chi, niệm giác chi, định đến xả giác chi. Xả đây là xả cái sự dính mắc, xả sự dính mắc, từ bỏ những cái dính mắc, giữ cái tâm bình thản. Xả mà nó nằm ở giác chi là giữ cái tâm bình thản với lại các loài hữu tình, tức là bình đẳng, giữ cái tâm bình thản không dính mắc với mọi người xung quanh, với tất cả những cái loài hữu tình ở xung quanh, giữ cái tâm bình thản với các hành, tức là mình bình thản với tất cả những cái hành động, với lại tất cả những cái được mất, khen chê đấy, khen chê yêu ghét đấy. Ví dụ có cái người nào khen mình cũng phải giữ cái tâm thản nhiên, chê phải giữ cái tâm thản nhiên, người yêu cũng phải giữ cái tâm thản nhiên, ghét phải giữ cái tâm thản nhiên. Thì cái đấy gọi là xả giác chi, liên hệ đến cái xả giác chi này. Tạm bát phong bất động này. Thì lúc đấy là nó có cái tâm xả này, cái tâm mình không bị động bởi cái được mất khen chê, hơn thua yêu ghét. Xả mà với tinh tấn, xả tinh tấn là không quá tinh cần, không quá biếng nhác, tức là giữ cái tâm vừa vừa. Ví dụ mình giờ đang muốn tiến bộ trên một cái lĩnh vực nào đấy, nếu mình mà mạnh quá
giống như là thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh tinh tấn quá không đắc đạo, hoặc là dễ đuôi quá không được, mà phải giữ cái tâm vừa vừa thì mới đi đến nơi. Cũng như vậy, cái người mà bây giờ mình đi ngoài đường ấy, mình mà đi xe mà mình cứ muốn thật nhanh, mình ga hết khả năng lên ấy, thì đấy nó là tinh tấn quá, mình dễ tai nạn. Thế mà mình cứ để cho cái xe đi chậm quá thì đến trễ giờ, phải đi cái mức vừa vừa. Thì xả với cái tinh tấn có nghĩa là giữ cái tâm, giữ cái mức trung bình. Giữ cái mức trung bình thì đấy nó cũng là cái mức xả. Xả nó cũng có nghĩa là trung bình. Trung bình có nghĩa là xả. Cái người mà giữ được cái tâm mà nó cứ bình thường, giữ được cái tâm bình thường thì cái tâm đấy nó cũng là tâm xả. Mà cái người nào hấp tấp quá thì cũng dễ làm hỏng. Mà người mà biếng nhác quá thì cũng không thành công. Mà cái người cứ vừa vừa thì mọi cái nó diễn ra một cách dễ dàng hơn. Xả các cái hành uẩn, thản nhiên với các triển cái. Xả các hành uẩn, thản nhiên đối với các triển cái. Các triển cái nghĩa là tham dục, sân, hôn trầm, thụy miên, trạng hối và hoài nghi. Với cái người mà chưa đắc được sơ thiền ấy, thì các cái triển cái nó đến, tham dục, sân, hôn trầm, thụy miên, trạng hối, hoài nghi, nó cứ đến liên tục, đến liên tục. Và khi mỗi khi nó đến đấy, nếu mình thích thú với nó cũng không được. Còn nếu mà bây giờ mình chán ghét nó, mình đè nén nó, mình đánh, mình mắng chửi nó, mình sẽ khởi lên tâm sân. Thì cái cách mà để mà đối phó với nó, đó là giữ cái tâm xả, tức cái tâm thản nhiên. Mình cứ tự đến thì mình đi, mình tự sinh, mình tự diệt. Phất nở nó đi, tức là giữ cái tâm phất nở với những cái triển cái, các cái phiền não ấy, thì nó lại đỡ đến. Còn mình mà cứ chiến đấu với nó cũng đến nhiều. Mà thích thú với nó cũng đến nhiều. Giống như là bây giờ có một cái người nào mà thường xuyên đến quấy rầy mình, thế là mình mà thích thì người ta cũng đến, mà mình mắng người ta lần sau người ta cũng đến, người ta trêu. Nên bây giờ cứ thản nhiên, không có tức mà cũng không có thích thú gì hết, thì người ta sẽ không đến đâu, không trêu đâu. Thì mấy cái phiền não về cái năm uẩn, năm triền cái thì nó cũng thế. Mình chống thì nó cũng khởi lên nhiều, mà mình thích nó cũng khởi lên nhiều. Mình phất nở nó đi thì nó sẽ ít. Đó là xả với năm triền cái, xả với thọ uẩn, không khổ không nạn. Thì đây nó có nghĩa là cái tâm xả nó ở trong cái tâm của mình, có cái tâm không khổ không nạn. Thì nó có những cái lộ tâm thì nó luôn luôn đi với tâm xả. Ví dụ các cái lộ tâm nhãn thức, nhĩ thức thì nó luôn luôn đi với tâm xả. Ví dụ cái lộ ngũ môn, nó có cái ngũ hướng tâm, cái tâm hướng đến đối tượng là nó đi với tọ xả. Tâm nhãn thức nó đi với tọ xả, tiếp theo nó đi với tọ xả. Đến cái tâm suy xét bắt đầu nó mới khởi lên cái thọ hỉ hoặc là thọ xả, hoặc là các cái thọ hỉ xả yêu nó mới sinh lên. Các cái tâm động lực thì nó mới quyết định là thọ là gì. Còn lại đa số các cái thọ nó ở các cái tâm khác là thọ xả. Xả thuộc tuệ, trung lập với suy tư, cái gì hiện hữu, cái gì trở thành. Xả thuộc tuệ. Thì cái trí tuệ, cái người có trí tuệ thì lúc đấy sẽ quán chiếu được các cái pháp, cái pháp chân đế, cho nên là giữ được cái tâm xả. Như là một cái người bây giờ mình bố thí và mình nghĩ đến việc phước, mình nghĩ là việc bố thí này có phước thì lúc ấy mình hoan hỉ với hành động bố thí đấy. Nhưng mà với một cái người mà người ta hành được thiền tuệ, trong cái lúc bố thí người ta tác ý là cái người
là cái người mà cho này, cái người đang làm bố thí này cũng chỉ là danh và sắc, cái người mà nhận cũng chỉ là danh và sắc, cái vật thí cũng chỉ là danh và sắc. Thì người ta thấy là chỉ có danh với sắc, chỉ có danh sắc, người cho danh sắc, người nhận danh sắc, cái vật thí cũng là danh sắc không. Đấy, thì lúc đấy người ta sẽ có được cái tâm xả. Thì cái xả ấy nó thuộc tuệ, không thấy có cái người cho, không thấy người nhận, không thấy cái vật thí nữa. Thì xả là do cái tuệ quán mà người ta xảy ra cái tâm xả. Thì cũng vậy, cái người mà có tuệ thì người ta thấy là cái người đẹp cũng là danh sắc thân năm uẩn, cũng chỉ là thân và tâm vật chất, cái thân vật chất và cái tinh thần. Người ghét người, tất cả mọi người nó chỉ như thế, cho nên người ta giữ ra cái tâm xả, người ta không thấy ai là đáng yêu, không thấy ai đáng ghét, người ta thấy bình thường, chúng sinh nào cũng bình thường như nhau. Thì đấy, cái xả đấy là nó thuộc về tuệ. Có cái trí tuệ thì người ta thấy được cái sự bình đẳng, mọi chúng sinh chỉ là danh sắc sinh diệt ở trong sinh tử, xả trung lập đặc biệt, một trong bất định pháp dục, quyết định tác ý và xả. Đây có nghĩa là xả giữ ở cái mức gọi là trung lập, trung bình. Dục có nghĩa là mong muốn, quyết định có nghĩa là mình có cái quyết định làm cái gì đó, tác ý. Và cái tâm này là cái tâm xả, là cái tâm trung bình, tâm hành xả. Xả thuộc về thiền, thản nhiên với đối tượng, với cái đối tượng là tối thượng lạc của thiền. Xả thuộc về thiền, cái người mà chú ở trong thiền thì nó có cái sự an lạc rất là cao thượng, nhưng mà nó vẫn giữ được cái thản nhiên. Nó không có giống như ở thế gian, không giống như ở cái dục giới. Dục giới mà hưởng một cái gì đó, một cái dục lạc nào đó, thì mình sẽ bị tham ái với cái dục lạc đấy, mình bị đắm nhiễm với cái dục lạc ở thế gian, và mình sẽ bị chi phối bởi những cái dục lạc đấy. Nhưng mà cái thiền nó cũng là một cái pháp tối thượng lạc, cái sự an lạc của nó rất là cao, nhưng nó lại không khởi lên cái tham ái dính mắc. Thì cái đấy nữa, trong thiền nó có cái tối thượng, nó có cái lạc, nhưng nó lại không để lại cái dính mắc tham ái giống như là những cái pháp ở dục giới. Những cái pháp ở dục giới thì nó để lại cái dính mắc, cái tham ái, mà trong thiền thì nó vẫn giữ được cái tâm thản nhiên, mặc dù nó an lạc nhưng nó vẫn thản nhiên. Khi vị đó xả thiền ra, vị đó vẫn bình thường. Khi vị đó nhập thiền thì vị đó hưởng cái sự an lạc đấy, nhưng mà cái an lạc đấy nó rất là tĩnh lặng, chứ nó không có bị động như là những cái lạc thú ở thế gian. Đấy, nó gọi là xả thuộc về thiền. Còn thanh tịnh xả niệm là xả thuộc về tứ thiền. Ở sơ thiền nó cũng có cái xả, đó là mình không có chấp trước vào cái hỷ lạc của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền. Tam thiền nó có cái lạc rất là cao, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm xả, mình không bị tham ái dính mắc vào đấy. Còn tứ thiền là cái trạng thái xả niệm thanh tịnh. Thanh tịnh xả niệm là trong tâm nó chỉ còn lại một cái tâm xả, một cái tâm mà cao thượng nhất, nó gọi là tâm thanh tịnh. Một người có hành động sát sinh thì đi kèm với thọ gì? Sát sinh thì luôn luôn đi kèm với một cái tâm bất thiện, cố ý sát sinh, khởi lên tâm sân. Tâm sân thì luôn đi kèm với thọ yêu. Quan sát một cái hành động, mình sẽ biết được cái thọ đấy. Hành động trộm cắp thì đi với thọ gì? Vì lòng tham mà trộm cắp thì đi kèm với thọ hỷ hoặc là thọ xả. Nhưng ăn cắp quen rồi nó thành thọ xả. Vì tức giận mà đi ăn trộm cắp thì nó thành thọ yêu. Nên là cái tâm sân, hành động bố thí thì có thọ gì? Thì khi bố thí thì nó chỉ có thọ hỷ hoặc thọ xả. Khi ngủ thì có thọ gì? Khi mà một cái người có cái hành động là nằm ngủ thì nó có thọ gì? Có khi nào mình đang ngủ mình cười không?
Có khi nào mà ngủ mà mình tức à? Chỉ có trong giấc mơ thì nó có. Nhưng mà khi ngủ ngon ấy, ngủ ngon thì nó có cái thọ đấy, nó có cái thọ của cái tâm tục sinh, cái tâm tâm hữu phần. Nếu mà mình đi tục sinh với một cái tâm mà nó có thọ hỷ thì cái tâm hữu phần, cái tâm hộ kiếp của người đó cũng là thọ hỷ. Cái tâm tục sinh mà thọ giả thì cái tâm hữu phần này nó cũng thọ giả. Mình khi ngủ mình an trú ở trong tâm hữu phần. Tâm hữu phần là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm đấy nó đi theo cái liền theo cái tâm tục sinh. Nên là cái lúc mà mình chết ở kiếp trước ấy, thì nó khởi lên một cái nghiệp. Và cái nghiệp đấy là nó đi với tâm thọ hỷ, thì suốt cái kiếp này mình thọ hỷ. Trong cái lúc mình ngủ, cái tâm nó ở trong tâm hữu phần mà nó có thọ hỷ. Còn nếu mà cái lúc đấy mình, cái thời điểm cận tử của kiếp trước mình là nó khởi lên một cái nghiệp thiện nào đấy mà mình giữ cái tâm nó xả hẳn nhiên ấy, thì bây giờ suốt cái kiếp này mình sẽ có cái tâm hữu phần là thọ giả. Và trong cái lúc ngủ mình an trú ở cái tâm hữu phần này, thì cái tâm hữu phần của người đấy hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ giả. Có tâm hữu phần nào thọ yêu không? Tức là cái tâm hữu phần mà là thọ yêu thì là chúng sinh đấy sẽ ở dưới địa ngục, địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sinh thì nó mới có thọ yêu. Còn ở cõi người thì cái tâm hữu phần chỉ có thọ hỷ hoặc thọ giả, bởi vì nó phải đi kèm với tâm thiện. Sinh lại làm người là nó đi kèm với cái nghiệp thiện, và cái nghiệp thiện này nó có cái tâm này. Cái lúc nào mình ngủ là mình đang an trú ở cái tâm hữu phần này, cái tâm hộ kiếp. Cái lúc nào kể cả có những cái lúc mình ngồi nhưng mình không nghĩ đến một cái chuyện gì hết thì cái tâm nó rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần, nó rơi vào một cái trạng thái rất là nhanh, mình không biết thế nào là thọ duyên ái. Khi mà đọc ở trong kinh mình sẽ thấy mà vô minh duyên hành, hành duyên thức ấy, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thế nào là thọ duyên ái? Khi các căn tiếp xúc với trần, cảnh trần sinh ra các cảm giác vui hoặc buồn, khổ nạc, hoặc không vui, không buồn, không khổ, không nạc, thì đấy gọi là cảm thọ. Từ cái cảm thọ đấy lại sinh ra ưa thích, chính cái cảm thọ hỷ nạc đó nên chúng sinh luôn chạy theo trần cảnh hấp dẫn, trốn tránh những cảnh không hấp dẫn để được thỏa mãn các cảm thọ. Tức là khi mà mình sinh ra cái cảm thọ ấy, mình tham ái. Mà tham ái là tham ái cái gì? Tham ái cái cảm thọ thôi. Bây giờ mình quý một người khác là tại sao mình quý người đấy? Là mỗi khi mà người đấy đến gần người đấy là mình làm sao? Mình thấy vui. Nếu mà mỗi một khi nào mà cái mình đến gần người đấy mà mình cảm thấy nó buồn thì mình sẽ có thọ gì? Thọ yêu là mình sẽ ghét người đấy, phải không? Bất cứ cái gì cũng vậy, bất cứ cái cảnh trần gì cũng vậy, mỗi một khi mà mình tiếp xúc với một cái gì đó mà nó khiến cho mình vui thì mình sẽ tham ái với cái đấy. Nhưng mà vì sao mình lại chạy theo tham ái cái cảnh đấy? Vì cái cảnh đấy nó làm cho mình vui. Vậy thì là mình đã tham ái cái đấy hay tham ái cái thọ? Tham ái cái đấy, tham ái cái thọ của mình. Tham ái cái thọ. Thì tất cả mọi thứ là thế. Mình quý ai làm do người đó làm cho mình vui, mình ghét ai là do người đó làm cho mình buồn, mình thích cái gì là do cái đấy nó làm cho mình vui, mình ghét cái gì là do cái đấy nó làm cho mình buồn. Thì đấy là thọ duyên ái. Do cái cảm thọ đấy mà sinh ra ái. Ái là ái cái gì? Ái này là ái chính cái thọ. Ái cái cảm thọ này. Thế bây giờ thọ duyên ái, mà khi mà mình có một, khi mình tiếp xúc với một cái cảnh mà nó làm cho mình ghét, làm cho mình buồn, thì cái thọ đấy là thọ, nó có duyên cho ái không? Cái thọ nó có duyên ái không? Khi gặp một cảnh không ưa thích sinh ra thọ yêu, thọ khổ, thì cảm thọ đó có làm duyên cho ái không? Nếu gặp cảnh không ưa thì tham ái sẽ hướng về những cảm thọ hỷ lạc ở quá khứ hoặc tương lai, tức là nó vẫn duyên cho ái.
Nhưng mà cái ái đấy là cái ái nó sẽ hướng về quá khứ hoặc tương lai. Ví dụ mình gặp một cái chuyện khổ gì đấy, mình sẽ hy vọng rằng ta vượt qua cái trạng thái khổ này thì cái niềm vui nó sẽ đến, phải không? Và lúc đấy mình cố gắng mình vượt qua, thì đấy nó vẫn là thọ duyên ái. Ái hiện tại nó không đem cho mình cái an lạc, nhưng mà tương lai sẽ đem cho mình an lạc. Ví dụ bây giờ một cái người mà đang rèn luyện ấy, đang rèn luyện như một cái người học tập gian khổ ấy, lúc học nó rất là khổ đấy. Nhưng mà cái khổ đấy nó duyên cái gì? Nó duyên với cái ái nghĩ rằng sau này mình học xong mình sẽ có một cái đời sống tốt đẹp đấy, và mình hướng về cái thành công tương lai của nó đấy, thì nó vẫn là thọ duyên ái. Dù nó là khổ nhưng mà mình vẫn có cái tham ái vẫn tiến lên, nó vẫn là thọ duyên ái. Thì thọ gì nó cũng là duyên cho ái hết. Thọ duyên ái quá khứ hoặc tương lai, và mong sớm được thoát khỏi nỗi khổ ở hiện tại. Vì thế thọ vẫn làm duyên cho ái, sinh ra ái. Thế nào là tính vô ngã của thọ? Đức Phật dạy là phải quán thọ là vô ngã. Vậy thì tính vô ngã của thọ là làm sao? Thọ có tính sinh diệt không ngừng. Bây giờ mình phải quán tất cả cái thọ, tức là vui hay là buồn, khổ hay là lạc, hay là không vui không buồn, thì tất cả những cái trạng thái đấy nó luôn luôn sinh lên và diệt đi. Những cái cảm thọ đấy thì nó chỉ giống như điện chớp, nó lóe lên cái nó lại tan đi, chứ nó không có một cái cảm thọ nó không có tồn tại mãi được. Thọ sinh lên thì thọ phải diệt đi, nên thọ là vô thường. Vì là vô thường nên nó là khổ. Vì cái gì chịu sự vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Như vậy thọ không phải là ta, vô thường. Thọ không phải của ta, khổ. Thọ không phải tự ngã của ta, đấy là vô ngã. Thế mình phải quán chiếu. Thế khi mình vui, mình đừng có nghĩ tôi đang vui, mà mình phải biết là hôm nay cái thọ là vui. Thọ là vui chứ không phải là cái mình vui. Còn khi mà mình buồn ấy, thì mình đừng có nghĩ là tôi đang buồn, mà hôm nay cái thọ là buồn. Cái thọ. Hôm nào mình khổ thì mình đừng có nghĩ là tôi đang khổ, mà cái thọ hôm nay nó khổ. Cái thọ hôm nay nó nạt. Nó là cái thọ chứ nó không phải là tôi. Tôi là tôi, không có cái tôi nào hết ở trong cái thọ cả. Mà đó nó chỉ là cái thọ thôi. Nên ai làm cho mình vui, ai làm cho mình buồn? Không có ai làm cho mình vui, không ai làm cho mình buồn cả. Chỉ có cái chúng sinh khác làm cho cái thọ của mình nó vui, làm cho cái thọ nó buồn. Mọi cái đó nó đều là sinh lên và diệt đi, chứ nó không có cái tôi ở trong đấy. Không có cái. Thì cái đấy nó là cái tính vô ngã của thọ. Nên một cái người mà nhận ra được không phải là ta vui, không phải là ta buồn, mà đây nó chỉ là cái tâm thức, nó chỉ là cái cảm nhận, cảm nhận vui, cái cảm nhận buồn mà thôi. Để mình không có tham ái với thọ. Mình quán được cái tính vô ngã này thì mình sẽ diệt trừ đi. Thọ mà diệt thì cái gì diệt? Thọ mà diệt thì ái diệt. Thế thì cái quán cái thọ vô ngã để diệt trừ cái tham ái.